Chuyên gia phong thủy chỉ cách nhận biết thế đất đẹp và vượng khí năm 2023. Theo các chuyên gia, cách nhận biết thế đất đẹp theo phong thủy rất quan trọng, bởi nó quyết định đến việc mảnh đất đó có mang đến những điều may mắn và thịnh vượng cho chủ sở hữu hay không. Mua được bất động sản là câu chuyện không dễ. Mua được mảnh đất có thế đẹp và vượng khí lại càng khó. Theo quan niệm từ trước đến nay, với những mảnh đất xấu nhiều âm khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ. Ngược lại, những mảnh đất có thế đẹp sẽ giúp hỗ trợ công danh và sự nghiệp cho gia chủ. Khi mua đất ai cũng mong muốn chọn được thế đất đẹp, nhưng không phải ai cũng biết dấu hiệu đất vượng khí. Cách nhận biết đất đẹp. Đất đẹp là những mảnh đất nằm ở vị trí long mạch. Những điểm nhận dạng, cụ thể. Thế đất đẹp là mảnh đất có minh đường rộng rãi. Theo quan niệm phong thủy, minh đường càng rộng càng dễ tụ khí, là bảo địa hiếm có. Ngược lại, nếu minh đường chật hẹp hay khi ra khỏi cửa gặp phải núi lớn chắn sẽ làm luồng sinh khí tốt khó mà vào nhà được, dẫn đến con đường tài vận của gia đình trắc trở. Thế đất đẹp là mảnh đất trước mặt và sau nhà đều có núi, đồi. Trong phong thủy, mảnh đất nào mà trước và sau đều có núi, đồi sẽ rất phát tài, con đường sự nghiệp, làm ăn thuận lợi cho gia chủ. Thế đất đẹp là mảnh đất được bao xung quanh bởi nước. Mảnh đất hiếm có và cực đẹp theo phong thủy sẽ là nơi có tứ bề được bao quanh bởi nguồn nước chảy. Hướng nước tới vừa hay được xem là đương vận, như hướng linh thần, chiêu thần chủ phú quý. Thế đất đẹp phải là mảnh đất có long trầu hồ phục. Mảnh đất mà ở cả hai bên phải và trái của mảnh đất đều có dáng núi cao thấp tương đương chính là bảo địa vượng tài. Đất vượng khí có đặc điểm gì? Chia sẻ trên báo chí mới đây, chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng cho rằng đất là nơi dung dưỡng, nhà là nơi che chở cho toàn bộ sinh khí hay sinh vận của cả gia đình ở đó nên không thể coi nhẹ vấn đề này. Vận khí hết vượng thì sẽ suy, hiện tại vận khí đang suy thì phải tìm hiểu tại sao vận khí của căn nhà đó lại vượng. Dưới góc nhìn trạch vận, có 3 lý do làm cho một căn nhà có vượng khí, đó là thiên vận, địa kỳ và các yếu tố về phúc phận khác. Trong đó, thiên vận dựa vào một cái lịch do cổ nhân sáng tạo ra gọi là tam nguyên cửu vận và đã được sử dụng từ cách đây khoảng 5.000 năm trước. Mỗi chu kỳ này kéo dài 180 năm, gồm có 9 vận và mỗi vận kéo dài 20 năm. Chúng ta đang ở chu kỳ thứ 28 và vận thứ 8 của chu kỳ này, vận 8 bắt đầu từ năm 2004 và kéo dài đến hết năm 2023. Vận 9 của chu kỳ này sẽ kéo dài từ năm 2024 đến hết năm 2043. Trong cùng một vận, có nhà hưng vượng nhưng cũng có nhà suy vong và tương ứng, được vận hưng vượng thì phát, còn gặp vận suy thì tàn. Vượng hay suy lại phụ thuộc vào số đo của nhà, gồm tọa độ và hướng của ngôi nhà, chính xác từng độ một. Dựa vào số phận, số đo, tọa độ và năm xây dựng nhà, người ta sẽ ra được lá số của ngôi nhà. Lá số đó sẽ cho biết trạch vận của ngôi nhà đang vượng hay suy và bao giờ thì vượng, bao giờ thì suy. Nếu vượng về nhân đinh thì phát về con người, nếu vượng về tài lộc thì phát về của cải. Ngược lại, nếu suy về nhân đinh thì con cháu ly tán, neo đơn, chết chóc, và suy về tài lộc thì sẽ nghèo đói. Yếu tố thứ hai làm cho trạch vận có được vượng khí chính là địa kỳ. Địa kỳ chính là mạch đất, địa long, địa khí. Địa kỳ nằm sâu trong lòng đất nên người bình thường không thể nhìn thấy hay cảm nhận được. Theo vị chuyên gia này, mạch đất có nhiều loại, mạch sâu, mạch nông, mạch chìm, mạch nổi, mạch ngang, mạch dọc, mạch cường, mạch nhược, nhưng quan trọng mạch đất phải đúng cung, đúng chỗ và chảy đúng hướng theo móng nhà thì căn nhà đó mới đón được mạch. Nếu không được đúng như vậy thì dẫu có vượng cũng khó bứt phá được. Tuy nhiên, việc tìm ra mạch đất là rất khó, đặc biệt là trong thời đại mật độ dân số đông, đất ít, nên để có được một mảnh đất mà bên dưới có long mạch lại càng khó hơn. Vì vậy, tìm được mảnh đất có địa kỳ phù hợp với phước phần của gia chủ là rất khó. Cách nào làm cho trạch vận vượng lên? Theo ông Nguyễn Hoàng, có nguyên nhân thì sẽ có giải pháp. Do đó, để cải trạch vận vượng lên cần phải biết trạch vượng bị suy vì nguyên nhân nào. Thông thường có 4 nhóm giải pháp. Thứ nhất là nối lại long mạch, tu bổ địa khí. Để làm được việc này là không dễ, cần phải có các chuyên gia phong thủy đủ tâm mới làm được. Giải pháp thứ hai là sửa chữa lại căn nhà với quy mô lớn để thay đổi trạch vận. Sửa chữa quy mô lớn có thể là xây thêm hay phá dỡ bớt phòng ốc, tháo dỡ nền nhà, mái nhà để thay đổi trạch vận. Giải pháp thứ ba là thay đổi các hạng mục, bố cục trong nhà, cứu nguy tế bẩn. Ví dụ như thay đổi nhà bếp, thay đổi lại cổng, thay đổi lại cửa nhằm đóng khí suy và rước khí thịnh vào nhà. Giải pháp thứ tư là di chuyển hướng nhà để thay đổi trạch vận. Có những vị trí, những hướng nhà xấu quá mà chúng ta buộc phải thay đổi hướng bằng cách thuê các đơn vị chuyên di rời nhà cửa, công trình để di chuyển 1 đến 2 mét hay xê dịch một vài độ về hướng để có thể thay đổi trạch vận. Video được thực hiện bởi kênh Nhà Đất Thủy Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết xin liên hệ 0888 000 836 hoặc truy cập website nhadatthuyenguyen.com.vn để biết thêm thông tin.